làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên. Khoan lâu nó nằm đâu hả? Anh đâu? Hôm nay anh đâu đi vừa thôi, bây giờ nó quẹo quẹo, nó mệt, nó nằm gọt. Này cổng làng với cổng chùa Nam Di. Ở trước này có cây đa. Chỗ này bà con ta ngồi chơi. Có cái thà la, cái này là cái thà la, cái chức năng của nó là để cho khách đi đường nghỉ ngơi. Ngay đầu làng có cái chùa, ở cuối làng có cái. Phía sau là núi Cấm. Đây là chợ Nam Di. Cái lòng chợ đây.
đâu mệt mà hả? Hả? Thở như vậy. Cảnh quê đẹp không? Cây rút nốt còn nhỏ. Lấy cây bánh tháng năm ấy. Cái này người nông dân người ta đi sáng sớm, người ta đi bắn thuốc hả? Xịt thuốc hả? Thuốc cỏ hả? Thuốc gì? Tháng năm ấy. Cỏ. Sợi mà ăn trống à. Nên là mà chua nên miền đau nào xa. Người ta đi, đi xịt cỏ. Hôm nay quay đem bán. Giờ hỏi ổng người bán ở đâu, mày chỉ tao thôi, tao bán với chia nhau tiền xài. Nó im re. Cái này người ta chạy đường ở bờ ruộng đó. Người ta chạy ra ruộng để người ta xịt thuốc cỏ, thuốc cho mấy cây lúa. Ba cái bờ ruộng này có quen chạy mới chạy được, chứ còn không quen chạy khó chạy. Bữa hổm chỗ này lúa nó chưa có lên nhiều quá, nó có nước, quay cái cảnh này đẹp. Bây giờ cỏ lúa nó lên, thành thử ra nhìn hết đẹp rồi. Chạy vô thuốc trong kia luôn. Là cái chùa cuối làng. Cái làng này có tới 3 cái chùa. Cái này là chùa dưới. Chùa dưới là chùa mới mà. Chùa mới là so với cái chùa dưới đầu. Cái chỗ này là cái chỗ cái nhà rồi ta nghỉ ở, còn bên đây là cái hòa thiêu phong tục người Khmer là làm hòa thiêu. Mình thấy là chùa nào cũng có cái hòa thiêu đó. Cái này là cái hòa thiêu ở chỗ này là chỗ người ta nghỉ, kia là người ta có làm ta nghỉ rồi người ta.
thấy nó đẹp quá trời một khi chơi với cô em này là tay nó phải chơi đông những vợ chồng này là món hay là mong gà trắng trắng gà còn từ con có 3 ký sáng nó đèn đèn cho nó phơi nắng